Xin chào tất cả các bạn. Mimi và Coco đang còn buồn ngủ các bạn. Các bạn đang chơi mà lại buồn ngủ. Bạn chip không chịu ở bên dưới, chip xuống đây ngủ nhé. Chip xuống đây ở cho Mimi ngủ nhé. Mimi cũng ngủ rồi này các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề liên quan đến kênh của mình nhé. Thì trong thời gian vừa qua thì mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của mình, yêu thương những chú khỉ trong gia đình mình này. Thì trong thời gian làm kênh thì mình nhận được một số tiền từ YouTube các bạn ạ. Hàng tháng thì YouTube vẫn có trả cho mình một số tiền, nhưng không hiểu tại sao thời gian gần đây thì YouTube đã cắt số tiền đấy. Thì mình sử dụng số tiền đấy để duy trì kênh và chi phí sinh hoạt cho những chú khỉ này. Mimi thì rất hay ốm này các bạn. Mình phải hay đưa bạn ấy đi bệnh viện rồi lấy thuốc, nên là cũng cần rất là nhiều tiền. Thì thời gian gần đây thì mình không hiểu tại sao YouTube lại cắt đi cái số tiền đấy của mình. Suy nghĩ rất là nhiều các bạn ạ. Mình không biết nên có nên làm kênh nữa không. Thì mình tiếp tục làm thì mình không biết là mình sẽ lấy chi phí ở đâu. Để mình và một bà mẹ hai con thì thu nhập của mình chứ. Tại vì mình vừa ở nhà chồng con vừa làm việc, nhưng mà thu nhập của mình cũng rất là thấp các bạn. Chẳng đủ trang trải cho các con này. Mình đã suy nghĩ rất là nhiều, thì không biết là có nên tiếp tục làm kênh hay không. Mà nếu như mà làm thì mình không biết phải xoay sở như thế nào. Mình đã phải suy nghĩ trong một thời gian dài. Nhưng mà được sự động viên và ủng hộ của các bạn khán giả rất nhiều, nên mình quyết định mình vẫn tiếp tục làm kênh YouTube nha các bạn. Thì kênh Pet Mimi mình sẽ ngưng hoạt động nha các bạn. Mình sẽ lập một cái kênh mới. Mình cũng đã chia sẻ các cái khoảnh khắc hàng ngày của mình trên kênh mới rồi nhé. Thì mong là mình không mong các bạn ủng hộ tiền cho mình. Mình cũng không kêu gọi ủng hộ. Mình chỉ mong rằng các bạn đã yêu thương mình sẽ tiếp tục theo dõi cái kênh YouTube mới, kênh YouTube mới của mình nhé các bạn. Đó là niềm động viên rất là lớn đối với mình rồi. Chip chip rất là thích ở cạnh Mimi này. Mimi ở đâu thì ở đây. Chip chip ơi, chip chip. Thì mình cũng đã lập kênh mới nha các bạn. Thì mọi thông tin của kênh thì mình sẽ để ở trong phần bình luận của kênh Pet Mimi. Và là bình luận của kênh Pet Mimi. Các bạn yêu quý mình thì có thể nhấn vào kênh và đăng ký ủng hộ mình, mấy mẹ con mình nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn.